Audio Jungle. Audio Jungle. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì mình sẽ phù hợp cho các bạn xem một sản phẩm, đó là túi đeo chéo đựng điện thoại Quảng Châu, hình hoạt hình ngộ nghĩnh của mình, là lấy màu đen nhé. Và giá của nó là 59.000. 59.000 là tôi chưa tính tiền ship nhé. Mình ở Tiền Giang thì ship lúc này ship nó rất là mắc. Ship về Tiền Giang là khoảng 48.000 đó, nó gần bằng cái sản phẩm mà luôn rồi. Nhưng mà điều mình thích mình mua thôi. Các bạn nào ở trên thành phố hoặc là những cái chỗ gần cái shop này thì có thể ship nó sẽ rẻ hơn. Cái này ship từ Hà Nội về. Và nếu các bạn nào có quan tâm đến sản phẩm này thì mình có để link ở phần mô tả của video ha, các bạn hãy vào đó xem và tham khảo nhé. Mình sẽ mở cái hộp ra đây. Đây là túi chúng ta. Bên ngoài được bao là một lớp ni lông thôi. Bên trong là còn gì trong đó? Cái lớp này gọi là lớp gì nhỉ? Cái bao giấy. Sản phẩm này là bằng da. Rồi, thì mình tự thiếu cái dây, thực sự là cái dây nằm bên trong. Và cái dây của chúng ta. Không có dây không, chết rồi, cái này thiếu dây rồi. Không, dây nằm bên trong. Miếng dây này lót để cho nó không bị xẹp xuống khi vận chuyển thôi. Đây, dây của chúng ta. Chung thì chất lượng hoàn thiện của nó cũng tương đối, và bóp này được làm bằng da ha. Với giá 59.000 thì những cái túi như thế này là không có gì phàn nàn. Túi này rất là to nha. Các bạn có thể để điện thoại khoảng 6 inch là các bạn 6 inch đổ xuống, mình nghĩ là có thể bỏ vừa. Mà điện thoại chúng ta thường là 5 inch là nhiều. Bỏ rất là vừa. Có thể bỏ thêm đồ được, rất là rộng ở trong. Mình sẽ gắn thử dây vào. Cái móc này nhìn nó hơi mỏng manh một tí nha. Vậy là mình đã phù hợp xong cho các bạn xem một cái túi đựng điện thoại rồi ha. Nếu các bạn nào có quan tâm đến cái sản phẩm này thì mình có để link ở phần mô tả của video. Các bạn có thể click vào đó xem, tham khảo và mua nhé.
Thế mình đánh giá là vừa túi tiền. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.